yếu, và hôm nay Nguyên Hiếu tiếp tục hướng dẫn bạn những động tác để tác động là loại bỏ cái phần mỡ bụng trước, bụng hai bên và cái phần thắt lưng của chúng ta để giúp chúng ta có cái vòng eo thon gọn thật là nhanh chóng. Chúng ta bắt đầu nhé. Hai tay của chúng ta đan hai tay lại, đặt vào cái phía trước chân của chúng ta, thả lỏng bàn tay, hít vào, từ từ nâng tay lên, sau đó lật ngược lòng bàn tay, kéo thẳng căng cánh tay giãn căng, uốn cong lưng mắt nhìn lên, thở ra, hạ tay xuống, hai, hít vào, tiếp tục đẩy căng tay lên và chúng ta tập 10 lần động tác này, thở ra, hạ thả lỏng tay xuống, ba, hít vào, tay lên, thở ra, từ từ hạ thả lỏng xuống, bốn, hít vào tay lên, thở ra, thả lỏng tay xuống, năm, hít tay lên, thở ra, thả lỏng xuống, sáu, hít tay vươn cao lên, uốn cong lưng cánh tay sát tai, thở ra, thả lỏng xuống, bảy, hít vào tay lên, thở ra, thả lỏng xuống, tám, hít tay lên, vươn căng lên, thở ra, thả lỏng xuống, chín, hít vào, vươn căng tay, thở ra, thả lỏng xuống, nhịp cuối cùng, hít vào tay lên, hít thở đều, bạn vươn căng lồng ngực lên, hai cánh tay ép sát tai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, hạ tay xuống và thả lỏng, tiếp tục, hít vào, vươn hai tay lên, cánh tay duỗi thẳng, kẹp sát tai, mắt bạn nhìn thẳng, thở, nghiêng mình sang bên phải, nhớ nhấn chặt mông và đùi xuống, hít về giữa, thở, từ từ nghiêng sang trái, hít về giữa, thở, nghiêng phải, hít giữa, thở, nghiêng trái, hít giữa, thở, nghiêng phải, hít giữa, thở, nghiêng trái, hít về giữa. Với cái động tác này thì bạn có thể tập mỗi bên 10 đến 20 lần mỗi bên để gia tăng cái sự bào mòn cho phần mỡ eo hai bên của chúng ta. Nhịp cuối cùng hít vào thật sâu, và khi nhịp cuối cùng bạn có thể giữ lâu nhất là 30 giây cho đến 1 phút. Hít thở đều, hít vào, thở ra, nghiêng mình sang bên phải và bạn giữ 10 giây cùng Nguyễn Hiếu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, hít về giữa, thở nghiêng sang trái, hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, hít cơ thể về giữa, thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay. Chúng ta thư giãn cho vai nè. Xoay, 1, 2, 3, 4 và 5. Thả lỏng cơ thể, tay vào vai. Sau đó nhẹ nhàng bạn mở hai chân sang hai bên. Chúng ta tiếp tục bắt mỡ bụng. Hai chân mở rộng. Mông chạm sàn, lưng thẳng lên. Hít vào, dang hai tay sang ngang với vai của mình. Thở, vặn sang bên phải, mắt nhìn qua vai phải. Hít về giữa, thở, vặn trái. Hít về giữa, thở, vặn phải. Hít giữa, thở, vặn trái. Hít đưa cơ thể về giữa. Cái bài tập này thì bạn, động tác này bạn cũng có thể tập vặn mỗi bên ít nhất là 10 lần cho đến 20 lần. Và nhịp cuối cùng chúng ta cũng sẽ giữ 30 giây cho đến 1 phút. Và trong chương trình này thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn các bạn tập 5 lần và giữ 10 giây động tác cuối cùng. Và bạn có thể tập lại cái bài này 2 đến 3 lần để tăng cái hiệu quả bài tập được cao nhất. Hít vào, dang hai tay sang ngang, thở, vặn sang bên phải, mắt nhìn qua vai phải. Hít cơ thể về giữa, thở, vặn sang trái. Vòng cuối, hít về giữa, thở, vặn sang phải, mắt nhìn qua vai phải, hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít cơ thể về giữa, thở, vặn sang trái, mắt nhìn qua vai trái, hít thở đều. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít đưa cơ thể về giữa, thở ra, hạ tay xuống và thả lỏng, sau đó thu hai chân lại. Bạn thư giãn cơ chân, thư giãn. Và sau đó khép chân lại, hai tay đặt ngang cái phần khớp hàm của chúng ta, hít vào.
sức sống, thở ngập người xuống. 2. Hít lên, vươn cột sống dài lên, thở gập xuống. 3. Hít lên, thở ra, tiếp tục kéo dài lưng và gập xuống. 4. Hít lên, thở ra, tiếp tục gập người xuống. 5. Hít lên, thở ra, gập cơ thể xuống sát vào chân. 6. Hít lên, thở ra, tiếp tục gập xuống, giữ ở đây, hít thở đều, ép cơ thể sát chân hơn nữa nếu có thể, và giữ hít thở đều. Bạn đang tạo sức ép cho cái vùng mỡ bụng trước, tan chảy mỡ bụng trước và chăm sóc cho nội tạng của chúng ta, tăng nhu động ruột. Và động tác này còn giúp không những chỉ loại bỏ mỡ bụng trước, bụng dưới mà còn làm cho cái phần nội tạng của chúng ta gia tăng nhu động và hoạt động tốt hơn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống.